Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả năm 2022, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và ngân hàng trong thời gian tới. Năm 2022, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn chủ động nắm sát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 16.018 tỷ đồng. Doanh số cho vay lũy kế đạt 36.500 tỷ đồng, có 725 khách hàng tham gia chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31 của Chính phủ, toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất với doanh số cho vay được hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng, số tiền lãi đã được hỗ trợ là 292 triệu đồng. Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao đổi và thống nhất một số nội dung để nâng cao hiệu quả kết nối. Theo đó, các ngân hàng chủ động đối thoại nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp khởi nghiệp. Trên tinh thần cầu thị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai chỉ đạo các ngân hàng thương mại tập trung tháo gỡ khó khăn, đáp ứng đủ vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.